nội dung môn khoa học tại Vinschool nó khác với cái môn khoa học tự nhiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình 2018. Đó là cái nội dung của môn khoa học tại Vinschool là nội dung tích hợp chặt chẽ nội dung khoa học các lĩnh vực như là vật lý, hóa học, sinh học và nội dung trái đất, bầu trời. Tuy nhiên, những cái triết lý tiếp cận môn học thì là để hiểu và vận dụng khoa học tự nhiên cho một sự vật hay hiện tượng thì không chỉ sử dụng tri thức của một lĩnh vực riêng lẻ mà chúng ta phải thực hiện nó theo cái cách tiếp cận là tính tò mò khoa học một cách tự nhiên của trẻ con. Đây mới là cái quan trọng nhất. Thứ hai, đó là nội dung cốt lõi nền tảng trong việc tìm hiểu và vận dụng khoa học là tư duy và làm việc khoa học ngay từ lớp 1 với nội dung và cách diễn đạt phù hợp. Đây là cái điểm khác biệt nhất của môn khoa học tại Vinschool.